Sáng ngày 30 tháng 7, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2014. Có 420 học viên cao học thuộc 25 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ của nhà trường đã hoàn thành chương trình để nhận bằng thạc sĩ đợt này. Trong đó, các ngành có số lượng học viên tốt nghiệp đông nhất là Quản lý Khoa học Công nghệ 46 học viên, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 46 học viên, Công tác xã hội 28 học viên, Hồ Chí Minh học 30 học viên. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là cơ sở đào tạo uy tín hàng đầu của cả nước về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Tổng số chương trình đào tạo hiện nay của trường là 57, trong đó có 3 chương trình thuộc nhiệm vụ chiến lược. Năm học vừa qua, trường đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt quy hoạch các chuyên ngành đào tạo sau đại học đến năm 2020. Theo đó, đến năm 2020, trường sẽ có 38 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 31 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Năm học 2013-2014, trường có thêm 2 chương trình đào tạo sau đại học mới được phê duyệt và đưa vào đào tạo là tiến sĩ ngành quan hệ quốc tế và tiến sĩ ngành nhân học. Trường đang xúc tiến xây dựng 2 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của các ngành tôn giáo học, khoa học thông tin thư viện và 6 chương trình đào tạo thạc sĩ của các chuyên ngành lịch sử văn hóa Việt Nam, Việt Nam học, chính sách công, quản trị nhân lực, quản trị văn phòng, tâm lý học lâm sàng.